Sau đó, ngài thấy một viên chức tên là Levi đang ngồi bên quầy thuế vụ làm công việc thâu thuế của mình. Hãy theo ta. Chiều đó, Chúa Giêsu lên trên đồi cầu nguyện. Ngài đã ở lại đó suốt đêm để cầu nguyện cùng Thượng Đế. Sáng hôm sau, Ngài gọi những người đi theo mình đến, chọn ra 12 người và đặt họ làm sứ đồ. Simon có tên mới là Phi-e-rơ. Andrê em người. Gia-cơ. Giăng. Philip. Barthélemy và Matthew. Thomas. Jacques, con trai của Aphê. Và Simon, còn được gọi là Celote. Judas, anh của Gia-cơ, và Judas Iscariot, người sau này sẽ phản bội Chúa Giê-xu.